trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi thể hiện bản thân thông qua âm nhạc. Âm nhạc là chất xúc tác cho tất cả các lĩnh vực phát triển của trẻ nhỏ, bao gồm trí tuệ, cảm xúc, xã hội, vận động, ngôn ngữ và kiến thức tổng quát. Cho trẻ nhỏ tiếp xúc với âm nhạc sớm sẽ giúp trẻ bộc lộ khả năng sáng tạo vô hạn và tăng cường khả năng ghi nhớ. Và bộ môn nghệ thuật DJ sẽ nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc của trẻ thêm phong phú, giúp bé tự tin vào bản thân. Thông qua những giai điệu nhạc điện tử, trẻ nhỏ không chỉ thể hiện nét cá tính độc đáo của bản thân mà còn khiến bao người ngưỡng mộ. DJ Kids là con đường tuyệt vời để khuyến khích con bạn có nguồn cảm hứng với âm nhạc phù hợp với trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi. Hãy để trẻ nhỏ khám phá bản thân thông qua âm nhạc.